Xin chào các em, trong video ngày hôm nay Thầy sẽ cùng các em đi chữa tiếp để kiểm tra giữa kỳ số 7 trong cuốn sách để kiểm tra toán 2 học kỳ 1 theo chương trình kết nối tri thức với cuộc sống Chúng ta đi vào phần 1, phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng Câu 1 đề bài hỏi số nền sau của số 39 Như vậy chúng ta có thể sử dụng cách 39 cộng 1 bằng 40 hoặc chúng ta có thể dựa vào bảng các số từ 1 đến 100 thì chúng ta sẽ thấy rằng đó là số 40. Câu 2. Câu 2, số hạng thứ nhất là 35, số hạng thứ hai là 21. Vậy tổng là bao nhiêu? Tổng có nghĩa rằng chúng ta quan tâm tới phép cộng, vậy chúng ta sẽ thực hiện phép cộng 35 cộng với 21. 5 cộng 1 bằng 6 viết 6, 3 cộng 2 bằng 5 viết 5. Chúng ta được kết quả 56, đáp án C. Chúng ta sang câu 3. Đề bài hỏi số cần điền vào dấu hỏi chấm. 12 tách bằng 5 và 7. Chúng ta có đáp án B. Câu 4, số bông hoa màu vàng hơn số bông hoa màu đỏ. Chúng ta cùng nhìn vào bức tranh, bông hoa màu đỏ xem có bao nhiêu bông nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.

vàng hơn số bông hoa màu đỏ bao nhiêu chúng ta lấy 36 trừ đi 26 chúng ta có này 6 trừ đi 6 thì bằng 0 3 trừ đi 2 thì bằng 1 như vậy đã bán của chúng ta là 10 bông câu 5 số hỏi chấm chúng ta cần điền số thích hợp vào trong dấu hỏi chấm chúng ta có 9 cộng 4 thì bằng 13 bé hơn hỏi chấm trừ đi 22 bé hơn 15 như vậy chúng ta thấy rằng hỏi chấm trừ đi 22 sẽ có giá trị 14 đúng chưa như vậy hỏi chấm trừ đi 22 bằng 14 vậy số ở trong dấu hỏi chấm sẽ là số có hai chữ số số có hai chữ số này đem trừ cho 22 thì chúng ta được 14 vậy chúng ta đặt câu hỏi này mấy trừ đi 2 để bằng 4 nhỉ à 6 trừ 2 bằng 4 mấy trừ 2 để bằng 1 3 trừ 2 bằng 1 như vậy thì chúng ta sẽ điền vào dấu hỏi chấm là số 36 đáp án C. Chúng ta sang câu số 6 này. Lớp 2A có 25 học sinh. Cô Hà tặng cho mỗi bạn một quyển vở thì còn lại 4 quyển. Hỏi số quyển vở của cô Hà lúc đầu có. Các em hình dung bài toán nhé. Lớp 2A có 25 học sinh. Cô Hà tặng cho mỗi bạn một quyển vở. Như vậy thì cô đã tặng cho các bạn 25 quyển vở, đúng chưa? Cho cả lớp 2A là 25 quyển vở thì cô còn 4 quyển như vậy cô đã tặng đi 25 quyển vở này và hiện tại cô còn 4 quyển như vậy số quyển vở ban đầu của cô sẽ gồm có 25 quyển cô tặng cho cộng với 4 quyển vở cô đang còn như vậy nó sẽ có này 5 cộng 4 bằng 9 này 2 hạ 2 như vậy thì ban đầu cô sẽ có 29 quyển vở chúng ta chọn đáp án D chúng ta sang phần 2 với bài số 1 để bài yêu cầu tính bài tập này thì chúng ta sẽ dựa vào bảng cộng và trừ cho phạm vi 10 để chúng ta thực hiện thôi 3 cộng 9 bằng 12, viết 12 này. 7 cộng 6 bằng 13. 14 trừ 8 thì bằng 6. 12 trừ 6 cũng bằng 6. Chúng ta sang bài số 2 để bài yêu cầu chúng ta điền số thích hợp vào trong ô trống. Đầu tiên chúng ta sẽ thực hiện 87 trừ 80 trước. Chúng ta thực hiện ra ngoài nháp 87 trừ đi 80. 7 trừ 0 thì bằng 7, 8 trừ 8 bằng 0, như vậy còn 7. 7 cộng 9 thì bằng 16, như vậy chúng ta điền số 16 vào. 8 bằng 39 trừ đi ô trống, trừ đi 8. Và chúng ta viết này, 39 này, trừ đi ô vuông này, trừ đi 8 thì bằng, bằng 8. Chúng ta sẽ coi cái 39 trừ đi ô vuông này là một cái giá trị tam giác, trừ đi 8 thì bằng 8. Vậy bao nhiêu trừ đi 8 thì bằng 8 nhỉ? À, 10 trừ 8 18 trừ đi 8 thì bằng 8 như vậy chúng ta sẽ có số 18 trong tam giác như vậy số 39 sẽ trừ đi một số thì được giá trị 18 vậy chúng ta cùng tìm nhá 9 trừ mấy bằng 8 nhỉ 9 trừ 1 bằng 8 3 trừ mấy bằng 1 3 trừ 2 thì bằng 1 như vậy số chúng ta cần điền đó là số 21 Chúng ta xét tiếp bài số 3 để bài yêu cầu chúng ta điền dấu thích hợp vào trong ô trống. 12 cộng với 40. 2 cộng 0 bằng 2, 1 cộng 4 thì bằng 5. 25 cộng với 23. 5 cộng 3 thì bằng 8, 2 cộng 2 bằng 4. Như vậy chúng ta điền dấu lớn hơn. 66 trừ đi 55. 6 trừ 5 bằng 1, viết 1. 6 trên 5 bằng 1 viết 1 3 cộng 8 bằng 11 như vậy chúng ta điền dấu bằng bài số 4 lớp 2C chia làm 2 tổ cùng nhau trồng cây xanh trong khuôn viên trường tổ 1 trồng được 14 cây tổ 1 trồng nhiều hơn tổ 2 3 cây để bài hỏi rằng tổ 2 trồng được bao nhiêu cây xanh với bài tập này thì chúng ta sẽ thể hiện bài toán trên sơ đồ đoạn thẳng như sau nấp 2C được chia làm hai tổ như vậy chúng ta có hai tổ là tổ 1 và tổ 2. Tổ 1 và tổ 2 cùng trồng cây xanh đúng không? Để bài nói rằng tổ 1 trồng được 14 cây, như vậy thì chúng ta đã có số liệu của tổ 1 trồng được 14 cây xanh, chúng ta thể hiện bằng một đoạn thẳng tượng trưng cho 14 cây xanh. Đề bài nói rằng tổ 1 trồng được nhiều hơn tổ 2 như vậy thì tổ 2 sẽ trồng ít hơn tổ 1 đúng chưa? Tổ 2 trồng được ít hơn tổ 1. Mấy cây xanh nhỉ? À ba cây xanh, như vậy cái đoạn thẳng này chính là ba cây xanh. Và đề bài đang hỏi rằng tổ 2 trồng được bao nhiêu cây xanh. Chúng ta nhìn thấy rằng số cây xanh của tổ 2 nó chính bằng cái đoạn thẳng màu đỏ này. bằng cái tô màu đỏ đúng không? Số cây xanh của tổ 2 mà đoạn thẳng tô màu đỏ này nó chính bằng 14 trừ đi 3. Đúng chưa? Như vậy 14 trừ đi 3 thì bằng 4 trừ 3 được 1 hạ 1. 14 trừ đi 3 bằng 11. Như vậy tổ 2 trồng được 11 cây xanh. Để bài hỏi tổ 2 trồng được bao nhiêu cây xanh? Vậy chúng ta trả lời bài toán rằng tổ 2 trồng được số cây xanh này. chúng ta thực hiện 14 trừ đi 3 bằng 11 đơn vị cây. Các em đáp số bài toán. 11 cây xanh. Ý B, lớp 2C được nhà trường phân công trồng 20 cây xanh. Hỏi lớp 2C đã vượt chỉ tiêu bao nhiêu cây xanh? với câu B nhé chúng ta để ý này lớp 2C được nhà trường phân công trồng hai chục cây xanh chúng ta có hai chục cây xanh tương ứng với 20 cây xanh hai chục cây nó chính bằng 20 cây được chưa và hiện tại lớp 2C trồng được có tổ 1 trồng được 14 này tổ 2 trồng được 11 như vậy lớp 2C hiện tại đã trồng được 25 cây xanh mà nhà trường chỉ yêu cầu trồng 20 cây xanh thôi thì số cây xanh mà tổ mà lớp 2C trồng được vượt chỉ tiêu sẽ bằng 20 năm trừ đi 20. 5 trừ 0 bằng 5. 2 trừ 2 bằng 0. Như vậy thì lớp 2C đã vượt chỉ tiêu 5 cây xanh. Chúng ta điền số 5. Chúng ta sang bài số 5. Bài số 5 ở mức độ 3 sao, 3 ngôi sao tìm hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau. Bài tập này chúng ta cần phân biệt các yếu tố như sau. Thầy sẽ đánh dấu để các em hình dung bài toán nhé. Còn trong bài tập thì các em không được đánh dấu vào đề nhé. Đầu tiên đề bài yêu cầu tìm hiệu. Như vậy chúng ta thấy rằng đây là phép trừ đúng không? Phép trừ. Hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau nó phải là số lớn nhất và có hai chữ số khác nhau chúng ta thấy rằng đó là số 98 và số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau số nhỏ nhất này có hai chữ số giống nhau theo các em đó là số nào nhỉ 10 là số nhỏ nhất có hai chữ số nhưng không phải hai chữ số giống nhau đó là số 11 Đấy chưa? như vậy chúng ta thấy rằng bài toán đi cần đi tìm hiệu phép trừ như vậy chúng ta thực hiện 98 trừ đi 11. 8 trừ 1 bằng 7, 9 trừ 1 bằng 8. Vậy kết quả của chúng ta là 87. Như vậy chúng ta đã vừa hoàn thiện xong bài tập số 5, cũng là bài tập cuối cùng của đề kiểm tra giữa kỳ số 7 này rồi. Hẹn gặp các em trong những bài giảng tiếp theo.